Kết quả Thái Lan 1-0 Việt Nam, Thái Lan lần thứ 7 vô địch AFF Cup. Đánh bại Việt Nam với tỷ số 1-0 ở trận chung kết lượt về và thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2, Thái Lan đã lần thứ 7 lên ngôi vô địch AFF Cup. Ghi bàn: Thái Lan, Bunmathan, 24. Thẻ đỏ: Thái Lan, Chamaten, 2 TV, 16, 90. Những chệch choạc trong trận chung kết lượt đi hòa 2-2 buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải thực hiện đến 5 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát trận lượt về. Bên kia chiến tuyến, Thái Lan không có sự thay đổi nào ở đội hình ra sân so với trận đấu trên sân Mỹ Đình. Chỉ cần hòa không quá 2 bàn thắng là Thái Lan giành chức vô địch. Nhưng chơi trên sân nhà, đoàn quân của ông Mano Polking không nhập cuộc với tư tưởng kiếm một điểm ấy. Ngược lại, Thái Lan đã chủ động tổ chức tấn công nhanh. Các học trò của ông Mano Polking di chuyển liên tục trong các pha tổ chức hãm thành khiến cho các phương án tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam bị rối loạn. Hàng tiền vệ Việt Nam bất ngờ trước lối đá nhanh của đội chủ nhà nên càng tỏ ra lúng túng. Hùng Dũng, Tuấn Anh không kiểm soát được bóng trong khi một mình Hoàng Đức không gánh nổi nên sức ép lên hàng thủ Việt Nam là rất lớn. Có thể thấy, Thái Lan tổ chức lên bóng rất nhịp nhàng từ hai biên cho đến trung lộ. Đặc biệt, những pha dốc biên trái chính là vũ khí rất lợi hại của đội chủ nhà. Và một pha lên bóng từ cánh ấy đã giúp cho Thái Lan có được bàn khai thông thế bế tắc ở phút 24. Nhận đường chuyền của đồng đội, Adi Sắc chuyền bóng vào trung lộ để Bunmathan băng từ tuyến 2 lên. Sau vài động tác chỉnh sửa bóng đã tung cú dứt điểm chân phải trái phá hạ thủ môn Văn Lâm. Cần biết rằng ở trận lượt đi, chính Bunmathan đã tỏa sáng bằng cú đúp kiến tạo để đồng đội ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Có bàn thắng dẫn điểm, Thái Lan chơi càng thoải mái. Trong lúc đó, sức ép lại dồn lên đoàn quân của ông Park Hang-seo. Phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam chơi không tốt trong 45 phút đầu tiên. Hàng tiền vệ không cầm được bóng nên các pha lên bóng của đoàn quân ông Park Hang-seo chủ yếu phất dài từ hàng thủ. Dù vậy, lối đá đơn giản ấy không khó để một đội bóng đẳng cấp như Thái Lan bắt bài nên đội tuyển Việt Nam gần như không có cơ hội ăn bàn nào trong hiệp 1. Tình thế buộc đội tuyển Việt Nam phải dốc sức trong hiệp 2 trong khi Thái Lan chủ động chơi chậm chắc để đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà. Từ cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục có những sự thay đổi người để hy vọng tạo nên thế trận phòng ngự vững chãi hơn, tấn công đột biến hơn. Tuy nhiên, Thái Lan cho thấy đẳng cấp của một đội bóng lớn khi tổ chức trận đấu rất chặt chẽ, cự ly đội hình rất tốt và tỉnh táo nên đã tạo thế trận phòng ngự rất chắc chắn. Tính kỷ luật trong lối đá của Thái Lan khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào thế bế tắc. Tình huống đáng kể nhất của đoàn quân ông Park Hang-seo trong hiệp 2 là cú sút xa của Hoàng Đức nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Bất lực trong việc tìm đường vào khu vực cầu môn của nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận thất bại với tỷ số sát nút 0-1 trong trận chung kết lượt về, qua đó thua chung cuộc với tổng tỷ số 2-3. Đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết, Thái Lan đã bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Đây là chiếc cúp thứ 7 của đội bóng xứ Chùa Vàng ở sân chơi này. Đội hình thi đấu Thái Lan vs Việt Nam: Thái Lan, Pha Thomas, Buret, Kaman, Bunmathan, Hemvibon, Yuoi, Yakkan, 73, Haiprakhon, Okhe, 92, Ajivina, Fala, 72, Thomphun, Purisi, 88, Chamaten, Adisak, Ikanit, 72. Việt Nam: Văn Lâm, Văn Hậu, Ngọc Hải, Việt Anh, Duy Mạnh, 46, Thanh Bình, Văn Thanh, Thành Trung, 58, Hùng Dũng, Văn Toàn, 75, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, 36, Văn Đức, Tuấn Hải, 46, Tiến Linh.